Cường để cho nó đi, không mua vé thằng Cường này. Thì có được không? Chị đồ này, quay con đuôi to nhỉ? Con dài dài đuôi rồi. Bế con ra, quay con bế con nhỉ? Đấy, mấy cái con này kinh. Lấy bên cạnh to ấy. Đấy trời, mấy con này. Anh Cường đây này. Anh Cường đây. Đắp đi, cầm vào đắp. Thôi kệ nó không ai. Xinh nhất. Bắt đấy, rồi. Nó hỏi, đây nó hỏi kia đưa cho nó lựa đấy. Bỏ vứt cái túi ra kìa, cái túi đâu? Không, nó hỏi là đi đấy, cho. Nó ăn đâu? Kinh lắm thì báo cho nó có thèm ăn đâu mà. Sao không ăn? Đi. Đây này kìa kìa con nó tân. Nó béo à, đi. Xinh lắm. Cứ đắp đắp thôi. Nó phải đắp. Cứ nhảy đầu ấy kìa. Đầu sợ đéo. Anh ấy xách em cái túi này với anh. Đi dép vào. Ta lút. Cái con đấy không? Nó khôn lắm chứ, ai có thì cho ăn thì nó ra ngay. Ê. Đây. Họ khỉ hay trêu người. Ăn đi. Bắt từ đó. Đấy, nó bơi, nó bê từ đấy. Nó chỉ thích ăn dưa hấu thôi.
cứ giấu cái dứa nhỉ. Cái kia thối nó ăn nó khôn lắm. Lúc nó chọn hết đấy. Thứ nó ăn hết nó chọn quả nó ngon, quả ngon. Đấy. Đấy, nó khôn chưa, nó thấy bà cầm cái. Nó nhảy lên đấy. Nó nhảy lên đấy. Đấy, có khi được nó nhảy đấy. Đáp nó đi, đấy. Cầm bên gạch đi. À, đấy, ngon chưa đấy. Mẹ, không phải đáp. Chú nhỉ. Đây này, hai mẹ con đây này. Thằng khỉ bố kìa. Nó khôn, nó thấy chú mày lém nó có ra đâu. Bây giờ nó mới ra. Cho con quả khế, cho nó quả khế. Ba con quả khế, cho nó hết quả khế đi. Ba ơi. Tân nó lém cho nó quả khế, nó ăn khế không? Nó ăn khế thôi. Hả? Tớ thấy ngọt rồi nó ăn đây này. Thằng khỉ bố ăn. Ăn. Con kia cứ ngồi đỉnh đương ăn như nhãn. Ờ đấy. Làm gì có, hôm nay nữa đừng mua gặt hái. Lũ một đây đừng mua gặt hái. Mày được tìm được nhà mình được mua gặt hái thì chết đói. Chứ làm sao có được những này. Cứ sợ sợ thì cũng mẹ Tân. Lông nó mượt rồi. Mẹ Tân sợ hay bắt mẹ một con này về. Ừ. Hả? Ăn ấy, gì cứ đứng đây sợ gì đó. Đéo mà sợ nó cắn này. Thế đây mẹ bị nó thế đây, nó cắn. Đây. Ui. Chó gì mẹ. Mẹ Tân này cứ sợ bị một cái vãi là. Nào. Không có con nào là ở trong đây. Thế á? Kia kìa. Lén nó một cái. Con lén đỡ đi. Này ui giời, ăn khôn hơn người, ăn không còn một cái nào. Bỏ là thối, bỏ nó ngay, không ăn ngay, đều lắm. Ừ, quái thủ, con quái thủ đâu. Mắn mít lắm, con không con nó kiểu nó đẻ mà. Ôi trời, thằng lũ bột nó vừa vứt một cái lon ấy, con bê uống như người. Ôi trời, con tít kiệu của trái tim, tít kiệu của trái tim. Con này nó đuổi. Ôi trời, con đầu đàn mẹ bảo chị rồi đấy được chưa? Khổ thân cái con nuôi chưa. Ôi trời, con đầu đàn nó ăn mẹ hết. Đấy, mà trong đầu gấu ở đâu có luật. Ở đâu làm luật. Ôi trời, khổ thân mấy con kia chưa, con nó bỏ bà rồi. Đéo lấy cái gì đó cho con kia cái. À, cho nó bên dứa, bà cắt cho nó bên dứa. Cho cái kia, cho cái đứa con này. Cho cái mì đáp cho con này. Làm luật. Khẽ làm 3, làm 4. Nhanh lên, nó còn đáp cho ăn hết. Đứa con mẹ báu lên. Mẹ. Khẽ mà nó đó, nó kiểu đến đây để có sửa bài 2 ạ. Tân đây, Tân. Bảo bài 2 tắm nhá. Thank you.
Mặt này chú luôn đây. Đấy, mặt nó đây. Từ đầu là màu trắng, xong rồi quay mặt tim này. Mặt của nó này, từ đầu là màu trắng, sau đó rượu màu trắng, xong rồi bò vào rượu thành màu xanh như này. Lòng của này, dạ dày, gan dạ dày này. Đấy. Con này 4 cân 8 đấy. Rất ngon. Mang về làm quà. Quà về phòng đấy, 2 khách ở phòng đấy. Vừa ra ăn xong rồi mua về quà đấy. Cái này vé. Cần điện. Thank you.
Không có thời gian mà chị để nhau khuê mà đây là chị đóng ảnh nhau khuê. Không có thời gian mà. Cúi camera. Ông mà cúi.